Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước hiện có khoảng 84 trường đại học cao đẳng ngoài công lập, với hơn 330.000 sinh viên, chiếm tỷ lệ 14%. Hệ thống các trường nói trên đã và đang từng bước phát triển, ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực. Tuy nhiên, hệ thống các trường đại học cao đẳng ngoài công lập đã và đang gặp phải một số khó khăn. Là chúng ta cứ nói nhưng mà chúng ta làm là không đến nơi đến chỗ, dẫn đến tình trạng là các trường ngoài công lập không phát triển được. Chứ các trường công như mọi người cũng thấy, tức là toàn là ở nội đô, ở trung tâm, nhà cao cửa rộng, rồi cơ sở vật chất có, ký túc xá có, điện nước đầy đủ. Thì riêng cái đấy sinh viên nó đã thích đến, tôi chưa bàn đến chất lượng. Thế còn những trường tư đất chả có, cứ đi thuê đi mướn, nay chỗ này mai chỗ kia. Mà đã thuê mướn thì làm sao mình có thể an cư lập nghiệp, có thể xây dựng, có thể đầu tư cho nó hoành tráng được, đúng không? Cho nên là nhìn đến cái nhà mức sọc xa, sọc sạch thì sinh viên là cũng chán. Muốn hay không muốn, cái góc nhìn của xã hội đối với hệ thống ngoài công lập nó vẫn có một cái gì đấy, nó chưa thể hiện cái tính tích cực. Và nếu mà so với các trường công thì người ta vẫn ưu ái hơn. Đối với phụ huynh khi mà chọn chỗ học cho con em mình thì cái trường ngoài công lập như là một cái vị trí dự trữ, tức là học ngoài công lập trong trường hợp mà vì lý do gì đấy không thể vào học được công lập thì nó là lựa chọn thứ hai chứ không phải là lựa chọn đầu tiên. Về cái phần học lực của em thì với các trường đại học như Bách Khoa thì nó hơi quá sức, và với các trường khác thì em nghĩ nó không phù hợp với mình. Những nút thắt về mặt chính sách có lý do từ trong nhận thức chưa phù hợp về trường ngoài công lập và lúng túng trong cách xử lý mối quan hệ giữa tính chất dịch vụ, cũng làm cho các trường đại học ngoài công lập gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tuyển sinh sinh viên. Nó cũng như vận hạnh, vận mệnh của một con người, lúc thăng lúc trầm. Thì nhà trường, mặc dù thời gian nó hơn 10 năm, thì sẽ có lúc, có những con năm nó khó khăn, nhưng con năm nó lại rất là đông. Có những lúc các anh ở trên bộ, thanh tra của bộ có xuống, có hỏi tôi là: anh Sơn ơi, năm nay trường anh được bao nhiêu chỉ tiêu? Tôi bảo báo cáo với các anh là năm nay tôi được 2.000. Thế thì anh tuyển được bao nhiêu? Bảo, ui, tôi chỉ mong được 5.000. Bên cạnh đó, chính các bạn sinh viên cũng băn khoăn khi đang học tại môi trường đại học ngoài công lập. Bất lợi là khi mà đi ra trường ấy, xin việc làm thì người ta sẽ không quan tâm, ít quan tâm đến cái bằng của trường tư hơn là trường công. Thì ví dụ như em là dân tỉnh lẻ đi, nhà điều kiện khó khăn thì ở những trường tư thục thì nó không có các chính sách hỗ trợ sinh viên như là sinh viên có hộ nghèo này, sinh viên của dân tộc thiểu số. Thì ở những trường công lập người ta thường hỗ trợ hàng tháng là 500-600 hoặc là một kỳ sẽ là 1-2 triệu gì đấy, còn những trường tư thục thì không có. Mặc dù có rất nhiều khó khăn và bất lợi như vậy, nhưng nhiều trường ngoài công lập hiện nay vẫn nỗ lực để thu hút sinh viên đến với mình. Không chỉ là những sinh viên không đủ điều kiện vào trường công. Với tâm huyết mang lại cơ hội học tập cho nhiều người hơn để có nhiều cơ hội việc làm tốt hơn trong tương lai. Quan trọng đầu tiên là cung cấp thông tin thông qua phương tiện truyền thông để cho các em sinh viên hiểu biết về nhà trường. Bởi vì là muốn để cho người ta biết thì mình phải tuyên truyền, phải thông báo. Chỉ có điều là đừng nói cái gì mà nó vượt qua cái có. Và tôi luôn luôn nhận thức được cái đó để nói với thầy. Đấy là trách nhiệm của chúng ta phải rũa bằng được một sinh viên ra trường của Việt Nam. Thế cảm thấy là hiện tại người ta không quan trọng lắm là mình học ở đâu, mà quan trọng là người ta nhìn vào mình là mình làm được những gì, mình học được những gì và mình có thể làm gì. Đấy mới là điều quan trọng.